Mình Tuấn Tạ đây mọi người ơi. Tuấn hôm nay bán bộ rúp 105 5.800 bên Nhật về nha mọi người. Thì bộ rúp này nó đầy đủ 7 món, chỉ không có BB thôi. Thì mình ráp sườn nào thì mình đi với lợi BB đó. Bộ rúp 5.800 này thì nó như thế này mọi người. Tay lắc 5.800, ngầm thắng, cùi đề sang dĩa 5.800, nhưng mà dò dĩa thì R7.000. Dò dĩa thì tình trạng còn khá đẹp, như mới nha mọi người. Clip mới, sên cũng gần như mới luôn, sên cam C. Cái này sên cam C đời cao đó, nó có lỗ á, trục rỗng ở dưới á. Thì sên cam C còn như mới luôn, 95% hơn á. Chưa giãn 0.5 luôn. Clip thì clip 105 mọi người coi nè ha, còn có tin luôn. 1128. Rồi, tính vô chi tiết ha mọi người nha. Đầu tiên thì sên thì mọi người nhìn thấy sên cam C mà khoét rỗng vậy là sên cam C xịn á. Còn như mới luôn nha. Rồi clip thì mọi người nhìn thấy clip mà mọi người biết là như mới rồi, 1128. Rồi dò dĩa, cái dò bên trái á, thì không có chạy chuỗi hết mọi người nhìn ha, nó là 170. Rồi bát biết rồi, còn đầy đủ hết, rất là đẹp. Rồi dò dĩa R7000 bên phải mọi người ha, bên Nhật thì còn tem đầy đủ luôn nha. Đó, răng thì 3450, 11S R7000 3450, răng còn đen hết. Giò này tình trạng như mới luôn đó mọi người, nhìn mặt trong nè ha, còn rất là đẹp. Nó đây R7000 170. Rồi tiếp theo thì Tuấn đi tới cái cặp ngầm thắng. Thì ngầm thắng thì nó như mới rồi, ngầm thắng 5.800 nha mọi người. Một ốc đó, có gom còn xin hết luôn, như mới luôn nha. Rồi sang dĩa thì đây còn đẹp như mới luôn, mọi người nhìn là so là đen thui luôn ha. Rồi tiếp theo thì cùi đề, cùi đề 5.800 đó, còn rất là đẹp nha mọi người. Cùi đề 5.800 nè, còn rất là đẹp. Rồi cặp tay lắc, cặp tay lắc thì nó có mặt tiền lần trước nè mọi người nhìn nè, không có chạy gì hết nè, bóng lưỡng. Cao su tay lắc thì zin theo luôn, có chữ Shimano nè mọi người nhìn nè ha, là cao su chưa thay, cao su còn rất là đẹp luôn. Đó, ốc ở trong thì ngàm ốc ở trong còn sáng chói luôn, nhưng mà hai cái mặt nạ thì nó có chạy tí xíu mọi người. Đây mọi người nhìn tay lắc ha, hai mặt nạ thì nó có chạy tí xíu, bên đây thì không chạy, bên đây cũng vậy, bên đây thì không chạy, mặt trong này nó có chạy tí xíu thôi, không đáng kể gì hết. Cặp tay lắc còn rất là đẹp nha mọi người. Rồi nguyên bộ rúp 5.800, dò dĩa R7000, clip còn mới tin luôn, clip mô 105, sên cũng còn mới tin luôn. Thì bộ rúp này Tuấn bán là này là full 7 món, chỉ không có BB thôi, tặng theo luôn bộ dây của Shimano nè. Tuấn tháo xe ra là toàn là dây Shimano không nha mọi người. Dây Shimano này là dây dòng Durac á mọi người nhìn nè, nó ghi là BC 9.000 á, là dòng của Durac. Thì nguyên bộ dây này cũng chặn theo kèm luôn, ai không mua bộ rúp này Tuấn đưa bộ dây luôn. Thì về ráp và khỏi mua dây thì nguyên bộ rúp này Tuấn bán 8.500.000 nha mọi người. Nguyên bộ rúp 105, dò dĩa R7000, còn lại 5.800, 11S. Thì sên clip là như mới hết, dò thì cũng không có chạy gì hết, như mới hết luôn nha. Thì Tuấn bán là 8.500.000. Mọi người quan tâm thì gọi Tuấn số điện thoại 0908 228 222. Tuấn cảm ơn mọi người xem video nha. Bộ rúp 5.800, dò R7000, 8.500.000 nha, đủ 7 món, không có BB. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video, Tuấn hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người.